Đất nước đang yên bình, nỗi đau chiến tranh chợt ùa tới, biết bao đau thương mất mát những linh hồn ra đi và những linh hồn ở lại, biết bao con người theo tiếng gọi của Tổ quốc sẽ bước nghiêng lên đường chiến đấu. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, yêu biên cương trắng trời xuyên núi, mẹ già mỏi mắt nhìn
nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực chất là thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết dâng tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Nói tiếng Việt Nam đi đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó. Long trọng tuyên bố Cộng hòa xã hội. Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng thắng chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân đội Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam, quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn. Để lại là mãi mãi những con người xa đi mãi mãi, những con người không tên không tuổi, nhưng các anh đã làm nên một huyền thoại.